Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Đại sứ Mỹ rời Nga Dương tuyên bố sẽ phạt tù 12 năm người tham gia trưng cầu dân ý bất hợp pháp sáp nhập vào Nga. Ông Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu để nhanh viện trợ khẩn cấp. Mỹ bất ngờ ra tay giúp Ukraine tấn công Nga từ cách xa 300 km đoàn chiến tăng T-64B về Ukraine rầm rập tiến về sinh gây bất ngờ cho giới quan sát. Ngày 193 chiến dịch ở Ukraine, tình báo Anh nói quân Nga giảm tinh thần vì thiếu lương bổng. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. Đại sứ Mỹ rời Nga Quý khán thính giả của Lido Sài Gòn thân mến, đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan hôm nay rời Moscow sau gần 3 năm nhận nhiệm vụ theo thông báo từ đại sứ quán Mỹ tại Moskva, ông Sullivan, người có sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ và từng làm việc dưới quyền năm tổng thống Mỹ, sẽ nghỉ hưu sau khi về nước. Bà Elizabeth Roth, đại diện lâm thời của đại sứ quán Mỹ tại Nga, sẽ xử lý các công việc cho tới khi người kế nhiệm ông Sullivan tới nhận nhiệm vụ, thông báo cho biết thêm. Ông Sullivan trước đây từng là Thứ trưởng Ngoại giao và giữ chức đại sứ Mỹ tại Nga vào tháng 12 năm 2019. Hồi tháng 6, ông thừa nhận quan hệ giữa Moscow và Washington đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc xâm lược ở Ukraine. Ông nói rằng điều này ngăn mọi hợp tác hữu ích giữa hai nước diễn ra. Năm ngoái, ông Sullivan đã rời Moscow vài tháng sau khi Washington công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga và Điện Kremlin triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Atonov về nước. Ông trở lại Nga sau một cuộc họp hồi tháng 6 giữa tổng thống hai nước chuyển sang một bản tin khác. Ông Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu để nhanh viện trợ khẩn cấp. Thưa quý vị, ông Zelensky ngày 4 tháng 9 điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bàn về gói viện trợ tiếp theo cho nước này và các biện pháp trừng phạt bổ sung lên Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay viết trên Twitter đã thảo luận về việc phân bổ càng sớm càng tốt đợt tiếp theo trong gói viện trợ vĩ mô của Liên minh châu Âu tới Ukraine nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chuẩn bị gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga, trong đó có lệnh cấm visa cho công dân Nga. Tổng thống Zelensky đồng thời thêm rằng ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã thống nhất về các bước nhằm hạn chế nguồn lợi nhuận của Nga từ hoạt động bán dầu mỏ và khí đốt. Tổng thống Zelensky trước đó cảnh báo châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một mùa đông khó khăn do Nga cắt nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tới khu vực. Thủ tướng Ukraine Denis Smirnov cùng ngày cho hay Kiev đang kỳ vọng nhận được khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 4,98 tỷ USD từ Liên minh châu Âu trong tuần tới. Chiến sự Ukraine đã bước sang tháng thứ Bảy, xung đột tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tiến trình đàm phán giữa hai nước cũng đình trệ từ cuối tháng 3. Trong khi Nga ra điều kiện Ukraine phải đồng hàng để chấm dứt chiến sự, Kiev tuyên bố những bộ lãnh thổ là không thể chấp nhận được và quyết tâm để lực lượng Moskva ra khỏi biên giới. Chuyển sang một bản tin khác. Ukraine tuyên bố sẽ phạt tù 12 năm người tham gia trưng cầu dân ý bất hợp pháp sắp nhập vào Nga. Thưa quý vị, quan chức cấp cao Ukraine cảnh báo người dân về viễn cảnh bị phạt tù nếu tham gia các cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào Nga tại các khu vực mà Moscow đang kiểm soát. Theo RT, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vedrashov Hồi cuối tuần qua, cảnh báo người dân nước này rằng việc đi bỏ phiếu ở các cuộc trưng cầu dân ý tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát sẽ bị coi là tội hình sự. Bà Vedrachak cho biết các công dân Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự và bị phạt tù tối đa 12 năm nếu họ tham gia các cuộc bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga. Quân chức Kiev nhấn mạnh sẽ không có bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý nào diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Chính quyền thân Nga ở hai khu vực Zaporizhia Kharkov và Kherson cũng như Donetsk và Luhansk trước đó đã nói về khả năng tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bên nào ấn định ngày chính thức. Bà cảnh báo có điều khoản trong luật hình sự Ukraine quy định về hoạt động liên quan tới việc tham gia trưng cầu dân ý. Nếu một công dân bị kết luận là hợp tác với Nga, ví dụ như tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý hoặc sử dụng người tham gia các cuộc trưng cầu dân ý, người này sẽ bị phạt tù tối đa 12 năm và bị tịch thu tài sản. Quan chức này kêu gọi người Ukraine hiện vẫn đang ở trong các khu vực do Nga kiểm soát, đi di tản hoặc không đi bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức. Khi được hỏi rằng liệu có bao nhiêu người dân Ukraine có thể tham gia bỏ phiếu nếu các cuộc trưng cầu dân ý như vậy được tổ chức, bà Vedechak dự đoán rằng sẽ chỉ có một phần rất nhỏ, thậm chí không đến 2%. Trước đó, chính phủ Ukraine từng cảnh báo công dân xin cấp hộ chiếu Nga có thể đối mặt với án tù tối đa là 15 năm. Cuối tháng trước, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nhận định, chính quyền Nga đã chỉ thị cho các quan chức huấn luyện tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở Kherson, Donetsk, Luhansk, Zaporozhye và đặc biệt là Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vài tuần tới. Ông Kirby cảnh báo Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không xem các cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ của Ukraine là hợp pháp. Chuyển sang một bản tin khác. Đoàn chiến tăng T-64BV Ukraine đâm rộ tiến về Kherson gây bất ngờ cho giới quan sát. Thưa quý vị, đoàn chiến tăng T-64BV Đông Đảo tiếp tục đổ về Kherson nơi đang diễn ra cuộc phản công của quân đội Ukraine, việc này cho thấy xe tăng T-64BV tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong lực lượng tăng thiết giáp Ukraine, chứ không hề tuyệt chủng như thông tin trước đó. Đoàn chiến tăng T-64BV Ukraine được điều động tham gia chiến dịch phản công lớn của Kiev tại miền Nam với tâm điểm là thành phố Kherson việc xuất hiện lượng lớn xe tăng T-64BV của quân đội Ukraine gây bất ngờ cho giới quan sát, bởi trước đó một số nguồn tin ủng hộ Nga cho rằng dòng xe tăng này gần như tuyệt chủng trước hỏa lực Nga. Xe tăng T-64BV là một thiết kế mang tính cách vào thời điểm chúng xuất hiện, tích hợp một số tính năng không có ở bất kỳ đối thủ phương Tây nào trong suốt hơn 15 năm sau đó. Quân đội Ukraine thừa hưởng 2.100 chiếc T-64BV với các phiên bản khác nhau từ Liên Xô, cùng với khoảng 1.000 chiếc T-72 và 300 xe tăng T-80, cũng như khoảng 3.000 xe tăng T-55 và T-62 cũ hơn. Được biết, xe tăng T-64BV đang là dòng tăng chủ lực của quân đội Ukraine trên chiến trường hiện nay. T-64BV thực ra là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng T-64B vốn ra đời từ đầu thập niên 1970. T-64BV xuất hiện lần đầu vào năm 1985, Liên Xô hy vọng rằng dòng xe tăng này sẽ đủ sức đè bẹp các xe tăng của NATO. Đặc biệt, cổ xe này cũng được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động, phạm vi tác chiến hiệu quả tối đa 2.500m vào ban ngày và 1.500m vào ban đêm. T-64BV phiên bản mới được lắp động cơ mới 6TDF 1.000 mã lực, 735 kW cho khả năng cơ động tốt hơn trên chiến trường. Chuyển sang một bản tin khác. Mỹ bất ngờ giơ tay giúp Ukraine tấn công Nga từ cách xa 300 km. Thưa quý vị, mặc dù đã sử dụng hiệu quả siêu pháo Hamas do Mỹ viện trợ để tấn công lực lượng Nga trên chiến trường, song Ukraine vẫn liên tục đề nghị Washington cung cấp thêm cho hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn khoảng 300 km. Cho đến nay, Washington đã từ chối yêu cầu trên của Ukraine với lý do không muốn thực hiện các bước làm gia tăng xung đột. ATACMS hiện là dòng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật duy nhất đang nằm trong biên chế quân đội Mỹ. Mặc dù được liệt kê là tên lửa đạn đạo, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Mặc dù di chuyển trên một đường đạn đạo, ATACMS trên quỹ đạo đi xuống thực hiện một loạt các động tác di chuyển nhanh, rẻ và điều chỉnh đường bay khiến nó khó theo dõi và khó bị đánh chặn hơn. Lục quân Mỹ mô tả ATACMS là một tên lửa cơ động cao. Nó có thể được bắn từ HIMARS hoặc M270 MLRS. Giới chức Ukraine muốn có ATACMS để nhắm vào các mục tiêu thuộc Nga ở sau chiến tuyến. Một trong những mục tiêu mà phía Ukraine muốn phá hủy là cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Đó là cây cầu dài nhất ở châu Âu và hiện chủ yếu được các xe dân sự và tàu hỏa sử dụng. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố cây cầu là mục tiêu quân sự hợp pháp vì nó có thể được dùng để chuyển binh sĩ và quân nhu đến Crimea. Các sự kiện gần đây ở bán đảo Crimea bao gồm các vụ nổ bí ẩn ở sân bay Saki khiến ít nhất chính máy bay của hạm đội biển đen của Nga bị phá hủy đã dẫn đến những lời đồn đoán rằng Ukraine đã sở hữu ITACMS và dùng chúng để tấn công vào Crimea. Một số chuyên gia của Mỹ tin rằng sự cố ở sân bay Saki không phải là do bị phá hoại như Nga tuyên bố và cũng không thể bị phá hủy bởi tên lửa cây nhà lá vườn do Ukraine sản xuất. Phân tích kích thước của một miệng hố ở sân bay Saki sau các vụ nổ, các chuyên gia tin rằng cần 226 kg chất nổ C4 để tạo ra nó. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng ITACMS có thể đã được sử dụng để tấn công vào sân bay của Nga trên bán đảo Crimea. Mặc dù Washington đã từ chối gửi ATACMS tới Ukraine, nhưng nhiều đồng minh của Mỹ cũng sở hữu chúng, bao gồm Úc, Bahrain, Hy Lạp, Ba Lan, Romania, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các chuyên gia không loại trừ khả năng đồng minh của Mỹ có thể đã bí mật cung cấp cho Ukraine một số tên lửa ATACMS. Nếu thực sự sở hữu ATACMS, quân đội Ukraine sẽ sử dụng chúng như thế nào? Các sự cố ở Crimea, bao gồm sân bay Saki, là những ví dụ điển hình về việc Kiev có thể sử dụng ITACMS để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của Nga ở phía sau chiến tuyến. Các trung tâm chỉ huy và kiểm soát lớn của Nga nằm ngoài phạm vi của các loại tên lửa dẫn đường chính xác và có kích thước lớn mà Ukraine đang sở hữu có thể bị nhắm mục tiêu. Các tàu hải quân của hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu ở Sevastopol cũng sẽ nằm trong tầm bắn của Ukraine. ITACMS có thể tác động đến sự sống còn của các phi công không quân Ukraine bằng cách nhắm vào các khẩu đội phòng không và máy bay nga và cũng như các loại tên lửa dẫn đường chính xác và có kích thước lớn có thể nhắm mục tiêu và phá hủy các cây cầu chính mà người nga sử dụng trong các hoạt động tiếp tế. Ngày 193 chiến dịch ở Ukraine, tin báo anh nói quân nga giảm tinh thần vì thiếu lương bổng. Thưa quý vị, trong bài phát biểu khuya ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang tăng sức ép về năng lượng lên châu Âu để phá hủy cuộc sống bình thường của mọi người dân châu Âu, qua đó làm suy yếu và đe dọa các nước châu Âu. Ông Zelensky kêu gọi châu Âu tiếp tục đoàn kết với Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm tăng cấm vận và giảm doanh thu của Nga từ dầu khí giới chức quân sự Ukraine hôm ngày 3 tháng 9 nói rằng lực lượng nước tiếp tục giành giật các vị trí dọc theo chiến tuyến Kherson, Mykolaiv và quân đội Ukraine đang tập trung vào các đường dây liên lạc mặt đất, những nơi tập trung quân và vũ khí cũng như các nút hậu cần ở trục phía nam. Hãng TASS ngày 3 tháng 9 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo tốt nhất cho các nước này. Mô tả về vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô, ông cho biết toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến lược đã để lại trong nước. Ông Medvedev nói, chúng tôi đã bảo quản chúng ở cấp độ cao và đó là sự đảm bảo tốt nhất để Nga duy trì sức mạnh. Ông chỉ trích phương Tây thường hay đề cập ý tưởng hủy hoại Nga, đồng thời cảnh báo rằng bất cứ động thái bạo lực nào nhằm vào một cường quốc hạt nhân như Nga sẽ là ngày tận thế cho nhân loại. Xung đột tại Ukraine đang ngày càng làm rạn nứt quan hệ giữa Nga và phương Tây. Chỉ vài giờ sau khi các bộ trưởng tài chính nhóm G7 công bố kế hoạch áp giá trần đối với dầu mỏ nhập từ Nga nhằm ngắt nguồn tài chính cho cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine, Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom tuyên bố đường ống khí đốt Nord Stream 1 sẽ tiếp tục bị khóa trong ngày 3 tháng 9 vì rò rỉ. Đường ống Nord Stream 1 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức có công suất 167 triệu mét khối mỗi ngày nhưng đã bị giảm nhiều lần trong vài tháng qua xuống còn 20% công suất bình thường và bị khóa hoàn toàn từ ngày 31 tháng 8. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Radio Sài Gòn.